Hello, xin chào cô bác anh chị em nhé. Cái máy bên em cảm ơn cô bác anh chị em rất là nhiều. Bác anh chị em theo dõi kênh máy của em thời gian qua ha, cũng như là mua máy ủng hộ bên em. Hôm nay quay máy hay trễ quá anh chị em ơi, cũng quá lu bu, đang lên một bộ phát điện nữa quá anh chị em ơi. Nói chung phát điện không gầy làm quá trời luôn, làm cũng không có kịp. Thì con này 40D không gầy cũng dễ lâu quá nha, nhưng mà không có thời gian quay luôn. Con này Isuzu này bốn B D1 quá nhiều nha, 4B D1, con này đời cơ giới quá nhiều, ống nghiền sụm, con này đời cơ giới nha. Con này về thiếu cục sạc, miếng cục sạc mất xu vô này, sạc 24 nữa nha, đời sạc 24 nha. Con này nghĩa địa nguyên zin quá chị em, nó mới ốc cục lắm này, quá chị em nhìn nè, khủng khiếp không đó, nó tinh luôn. Em này nó cũng thiếu một cái con ngay của này quá chị em, nhìn cho mày nó mới nè, y như máy mới quá chị em. Nhiều quá chị em bán máy thì cũng biết cái máy này rồi ha. Con này nó màu vàng quá chị em, heo thì heo dít xeo. Con này màu vàng, nghe đúng đời cơ giới quá chị em. Đấy, cô bác chị em mà muốn đấu xe cuốc á, hay là máy ủi xe nâng gì đó các kiểu quá anh em ha, tùy theo công việc của mình sử dụng mục đích gì đó mình đang cần á, thì mình mua để vô. Máy thì em cam kết đúng nghĩa địa nguyên zin đấy, chỉ thiếu một cục sạc, em gắp sạc rồi. Bên này là thiếu một cái họng để gắn cái bộ e. Khi nào mà khách mua thì em sẽ kiếm cái họng để vô nha, hiện tại thì em chưa có. Con này xuất sắc quá nha, cực kỳ luôn ha. Đấy, nó bị chốc nước sơn có chỗ này thôi ha. Còn bên thanh lốc máy thì thôi, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, để máy là vậy, thì máy cho máy trên mà nghe tiếng máy nha. Máy chạy là đã quá chưa đấy. Con này thì tua cũng chậm quá chưa, con này tua nó 2004 2006 quá chưa, dùng cơ giới nên tua nó không có cao đấy.
con này bốn máy lồng tắc lẻ hai của anh chị em nhé. Công suất mà nó đạt đến tối đa nó trên 100 ngựa các anh chị em. Isuzu này thì nó từ ngày xưa là nó trâu lắm các anh chị em, rất là trâu. Cho nên nhiều cô bác anh chị em mà sử dụng cơ giới á, hoặc là tàu ghe hay sử dụng nó ha. Đấy. Thì máy thì nghĩa địa nó sẽ khác với máy nội địa nhiều quá chứ em. Nội địa là như thế nào? Nội địa là máy Việt Nam mình xài bỏ ra thì nói chung là có những con nó cũng còn tốt quá chứ em. Cũng có những con ví dụ người ta mua người ta xài cũng không có lâu á, có thể người ta đổi nghề khác người ta bán lại, thì nói chung là nếu mà anh em mua được những cái máy đó thì cũng tốt đi. Còn không, còn nếu không thì quá chứ em mua nhầm mấy cái máy mà nó chạy rất là nhiều á, cho nên là lo âu lắm. Còn nghĩa địa là chắc cú quá chứ em. Nghĩa địa thì chắc cú, không có lo ngại gì hết. Đó. Nghĩa địa là chắc cú, không có sợ gì hết. Cho nên mình bán cũng vậy thôi. Mình bán gì, mình bán nghĩa địa không. Mình cũng không có thu máy cũ quá nha. Có nhiều quán chị em cũng thu máy cũ lại á. Cũng không có thu máy cũ ha. Một sạc là sạc mít xu quá chị em. Nhưng mà sạc đúng nghĩa địa quá chị em ha. Đúng 24V. Nó đúng rảnh ngay ngắn đàng hoàng quá chị em ha. Đôi khi mình gắn vô nó không ngay ngắn, cái xài nó không có bền quá nha. Bát bọng gin của nó không có chế cháo gì quá nha. Đây. Thì máy này em quay sang bán gì quá cho em ha. Em chỉ thêm là cái họng bô e để bắt cái co gió thôi. Còn sau bán gì ha, không có thêm gì nữa quá cho em. Còn có bán cho em kiểu như là không có lấy sạc á. Không có lấy đi mua sạc thì em sẽ bớt tiền lại nha. Không lấy đi mua sạc thì bớt tiền lại. Đấy. Không lấy sạc, không lấy đề thì bớt tiền lại. Còn mà thêm quá chị em mà muốn cần gắn thêm á thì phải tính tiền nha. Em không có quay sang bán gì thôi, không có gì thêm nữa. Và em cũng không có thu máy cũ quá chị em, cũng không có đổi máy cũ nha. Quá chị em thông cảm nha. Ừ, giỏi quá. Rồi, em cảm một lần nữa em cảm ơn quá chị em rất là nhiều nha. Cảm ơn rất nhiều. Quá chị em đã ủng hộ mua máy bên em như là xem những video em đăng lên. Cô bác chị em nào mà chưa đăng ký kênh á, đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Em cảm ơn rất nhiều. Để khi nào mà em có máy về đó các chị em quay lên, cô bác chị em có thể xem tham khảo. Đó. Đến khi mà mình cần mình mua máy á, thì mình sẽ chọn được con máy mình ưng ý hơn quá chị em ha. Nhà mình tìm hiểu coi mình nên đặt niềm tin vào cái nơi bán nào. Đó, vậy đó. Bên em thì không có cạnh tranh giá cả quá nha, chỉ cạnh tranh về uy tín về chất lượng thôi, cho nên em không có giao bán những con máy mà giá rẻ bèo quá nha em ha. Với lại mình báo giá chính xác cũng không có kiểu như là bớt thoải mái nha, bên đây mình không có bớt nha, mình không có kiểu kêu cao trên trời rồi bớt từ từ xuống, không có quá nha ha. Cho nên mình không có, cái thứ nhất là mình không kêu bán máy rẻ bèo, cái thứ hai là mình không có nói là bớt thoải mái nha, mình không có bớt nha. Máy kêu sao bán vậy quá cho em mong có thông cảm nha. Rồi, em cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.